Trong lần quay trước có hai cái tình huống mà Ngọc Lan rất là bất ngờ, đó là vừa mở cửa phòng vô á thì là thấy hai cái nhân vật rất là xinh gái, cái hóa trang nó rất là hài hước thì làm cho Ngọc Lan phải nói là Ngọc Lan phải đứng cười thôi chứ không nói được gì. Cái tình huống thứ hai đó là anh Trường Giang ảnh lấy cái bịch cam sành thì lúc đó thì thật sự là không biết phản ứng như thế nào, tại vì nếu mà mình nói rõ nó ra quá thì sợ rằng nó hơi bị phản cảm so với lại khán giả. Lần trước thì Lan hơi bị mất bình tĩnh và tại vì do là cái hóa trang của anh Chí Tài và anh Trường Giang làm cho Lan buồn cười quá cho nên là Lan không suy nghĩ được gì hết. Lần này thì Lan hy vọng là mình sẽ được hóa thân vào một cái nhân vật hơi đánh đá một chút xíu, hơi đớp chát một chút xíu, hơi hung dữ một chút xíu. Lan nghĩ cái đó có thể là thế mạnh của Lan, nhưng Lan hy vọng là mình sẽ được làm cái nhân vật như vậy. Thưa quý vị, tôi chả biết thế nào nhưng vừa vào phía đằng sau sân khấu thì thấy có một cái đôi quang và gánh như thế này, chắc chắn là của một ai đó đi buôn bán cái gì. Đây chính là đạo cụ để dành cho Ngọc Lan. Không biết Ngọc Lan sẽ vào vai diễn như thế nào, trong hoàn cảnh và tình huống ra làm sao. Và bây giờ, mọi người hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Ngọc Lan. Ủa sao anh em đổi nghề anh? Không, tôi không đổi nghề. Tôi vẫn làm MC trong chương trình. Bạn nghĩ rằng mình sẽ vào vai gì? Chắc bán tàu hủ của anh. Bạn có sẵn sàng với vai diễn của mình không? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Bạn mở cánh cửa này ra. Hoặc là cuộc đời nở hoa, hay là cuộc sống bế tắc. Mời bạn. Không, cái này là phải... Bên đây nó thuận với em hơn. Tôi sẽ mở cửa giúp bạn. Bế tắc. Vỗ tay to lên nào. Xin mời Ngọc Lan. Chuẩn bị đi ra chợ đúng không? Dạ đúng rồi. Nè, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cô đó. Cô ra đây, cô ra đây. Chuyện gì sao nay có một rủi thường vậy? Nè, hôm nay tôi thay mặt cho gái làng Dông nhiệt liệt cảm ơn cô. Vì cô đã có những giải pháp thật là tuyệt vời để phá bỏ triệt để cái sự lố bịch về cái chuyện mà tình yêu nam nữ giữa làng ta và làng bên. Trời ơi, cái cuộc họp hồi nãy cô quả là tuyệt vời đó, cô biết không? Hồi nãy cô nói làng bên nó sao ta? Trai làng bên sao? Cô nhớ không nói sao ta? Hồi nãy họp xong rồi đó, lo đi bán rồi quên rồi. Không quên được, cô hiểu không? Làng bên sao? Làng bên ruộng lúa phì nhiêu. Hồi nãy phải cô làm không? Tôi làm chứ ai làm. Ủa vậy hả? Làng bên ruộng lúa phì nhiêu. Còn làng ta sao? Chờ xíu. Làng ta nhà cửa xác xơ tiêu điều. Khắc quốc ghi tâm rằng cái làng bên đó là không được xó rớ vào cái làng bên này. Trai bên kia không đúng có rồi. Được lén phén với gái bậy bên này rồi. Đúng rồi, gái bên này trời với trai ơi. Bên kia trời thiệt bậy bạ đó. Cho nên á là có cái chuyện gì là cô phải hú tôi liền nghe không? Không có được trai gái lén phén với nhau nghe không? Đúng cái rồi. Chuyện đó rất là vô ích nghe không? Đúng vô rồi. Nghe không? Trời ơi, làng mình danh giáo quá mà. Con gái làng mình đẹp quá mà. Bởi vậy nghĩ sao mà lấy làng bên đó. Bây giờ tôi lên tôi đi họp nha không? Họp có cái gì là hú tôi liền nghe không? Họp phải vậy? Họp, mới phải họp mới được. Nhớ cái gì hú tôi nghe không? Con bò cái đi chưa em? Cái con bò cái nãy đi chưa? Con bò cái có một rồi phải không? Đúng rồi. Nó đi rồi. Trời đất ơi, anh cầu cho nãy giờ anh lại cho nó đi mà nó không đi, nó nối dai quá em. Cái con đó là cái con trưởng làng bên em đúng không? Đúng rồi. Con trưởng làng, trời anh sợ nó quá. Nãy giờ hai đứa mình hẹn hò mà nó không chịu đi, anh đâu có dám qua đây đâu. Anh núp gần cột điện phải không? Hả? Núp gần cột điện phải không? Trăng nắng dữ lắm phải không? Con mới đi tắm biển. Phơi da phải không? Da nâu. Em nhớ anh không? Mắc cỡ bây giờ mắc dịch muốn chết nè. Đứng nghe nè. Gì? Ngồi dưới này nói chuyện tiếng đây. Nhìn mặt cười hoài luôn. Tự nhiên yêu nhau nhìn mặt cười.
tự nhiên tối tối hai đứa tới những lúc quan trọng tắt đèn hạ màn xuống tự nhiên nhìn cười cái ngủ luôn. Không hả? Tại vì bốn bữa trước mặt anh khác quý ha, bữa nay mặt anh kỳ quá à. Rõ ràng là em càng ngày càng không yêu anh rồi đó nha. Anh thấy em càng ngày càng không có để tâm tới nhan sắc quanh rồi đó. Hai đứa mình đã hẹn thề nhau, mỗi lần tụi mình gặp nhau là lén lút, tại vì hai làng không cho trai gái yêu nhau, đúng chưa? Thì tụi mình phải làm đầu bù tóc rối để hai con quỷ trưởng làng mà nó vừa phát hiện cái là mình giả điên liền. Tại sao em để đầu em ngay ngắn như vậy? Em yêu thằng nào mà em chảy ngay ngắn như vậy? Không có rối gì lắm nè anh. Đầu bù tóc rối đi. Không rối là không yêu nhau đâu đó nha. Yeah. Lưỡi luôn em ơi. Quẩy tung chảo đi. Ê, hai mình muốn cột luôn nè. Ôi, bà gắn lên sai. Cái ngủ quá hả? Hai đứa mình không yêu nhau được là tại cái lời nguyền của hai làng, đúng không? À, đúng rồi. Cái lời nguyền của trai làng lái và gái làng dông. Tại vì hai làng, bên dông, bên lái, mà ráp lại làm sao? Dông lái, dông lái. Dông lai đó. Dông lái là cái gì? Lái dông. Cái gì? Dông lái. Lái gì? Lái dông. À, à. Hai làng dông với lái ráp lại thì tụi mình mới sinh ra những đứa con có làn da đẹp như anh. Hôm qua đó anh thấy em đi xe ôm, mà em ôm ông xe ôm dữ lắm, mà em gặp anh không thấy em ôm anh. Không phải đâu anh, anh là bạn trai của em chứ anh đâu phải xe ôm đâu. Vậy bây giờ em làm sao cho anh thấy anh có giá trị hơn ông xe ôm? Ôm anh đi. Giá trị hơn đúng không? Ờ. Giá trị hơn chưa? Rồi. Hôm qua anh lại thấy em ôm một thằng. Ờ đúng rồi. Không phải, anh biết sao không? Thằng nào? Tại vì á, hôm qua em đi em bán tàu hũ nè. Ờ. Xong rồi cái em đi em bị dấp cái dấp trái chanh á. Ờ. Cái em bị chuột chân em té á. Xạo à. Xạo à. Hôm qua em rõ ràng anh thấy em ôm nó, em để sát lòng em luôn. Em nói em kể chưa hết à. Em bị dấp rồi em té, em vô tình em té đó, em té rồi cái đó phải ôm em lại chứ không em té sao, em là phụ nữ đẹp mà. Em lại xạo nữa rồi. Cái tư thế mà em ôm nó lại em ôm vầy nè. À. Nè, em ôm cái thằng đó là em ôm vầy nè. Thằng đó là thằng tèo con mà tẻo bán bánh xèo đầu ngõ 4 tuổi nè nhớ không? Em nhớ không? Em ôm nó vô lòng rõ ràng. Em đúng rồi anh, nó 4 tuổi mà. Rồi em nâng niu tay nó em hôn. Mà sao em không hôn tay anh? Nó là trẻ con mà. Bây giờ em phải hôn anh mới thấy được tình cảm của chúng ta. Cảm ơn em đừng có chà. Tội nghiệp anh không có thích mai hút bụi. Mày làm gì đó? Dạ. Con điên kia. Mày làm gì ở đây à? Mày thấy trưởng làng tao mày không biết chào mày. Dạ chào trưởng làng bên kia. Con ghét gái làng bên lắm. Trưởng làng yên tâm đi. Trưởng làng về nghỉ đi, con xử nhỏ này cho. Con gái làng bên trai đó. Dạ. Cứ hành hạ cho nó tới bến đi. Dạ. Đừng có để tha thứ nó nghe. Dạ chưa? Cảm ơn trưởng làng. Dạ đi tập tạ tiếp đi, chuột bên này lớn hơn bên kia nhỏ hơn, nhìn nó kỳ lắm. Dạ. Cảm ơn trưởng làng. Trời ơi em ơi làm hết hồn. Ông trưởng làng của anh sao em cứ chào ổng, trời ơi lỡ ổng đuổi anh ra khỏi làng sao? Thôi làng em đâu làng anh, ông trưởng làng anh kỳ cục với mồ luôn. Vì cái chuyện hồi xưa tới giờ mà không có cho hai bên yêu nhau quen nhau, bây giờ bắt em chào. Em không chào ổng. Rồi ổng đuổi anh ra, ổng nói anh không có thành kính với ổng. Anh bị thất nghiệp, anh bị trục xuất ra khỏi làng, rồi mọi người nói anh là trai đẹp bị trục xuất rồi sao? Bây giờ nói anh làm sao? Mình nhớ là những cái kỷ niệm hồi xưa đi. Ôi tóc này thấy ghê quá à. Ờ tóc anh thấy ghê lắm. Dính. Đầu em đã gây ngắn nữa rồi kìa. Đó. Bây giờ mình hát những cái bài ca mà hồi xưa hai tụi mình hát với nhau đi. Trời ơi anh ơi, khả năng âm nhạc của em quá hả. Em nhớ mình hát cái chiều mà cái đầu với cái đuôi không? Hồi nhỏ mình kêu là đầu anh đứt tôi. Ừ. À, cái đầu anh là đứt em á. Ừ. Bây giờ hát nha. Bây giờ anh hát, thí dụ anh hát là
hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Thôi, à, hát chữ đời đi. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Hay quá. Chữ đời đó anh hát tiếp chữ đời. À. Đường vào tim em ơi băng giá. Chữ G đi em. Gió muốn nói điều gì đến bên tôi như thật gần. Thật gần đó anh, chữ G. Cái gì vậy? Cái gì cũng hay là tôi nói vậy? Trời tới sáng luôn nha. Không thích chơi nữa. Ôi, bây giờ anh biết rồi. Bây giờ anh muốn em giúp anh hát chữ G nữa đi. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa. Trăng dậy nhìn bóng cài sông mưa. Mưa đó chưa tờ. Nhảy đi em. Chúng ta còn phải nhảy nữa mà. Tình yêu chúng ta đến với nhau qua những điều nhảy mà. Em phải nhảy tuôn trả lên đi nào. Mua cột em ơi. Em muốn thì cột múa. Bỏ đi. Cái chuyện mà làng mình với làng bên. Trời bi kịch rồi đó hả? Bi kịch rồi. Em thấy cũng buồn quá. Em có nhớ lần cuối cùng hai đứa mình. Em buồn á. Em ngồi xuống nói. Anh nói nghe nè. Thôi đứng nói vui hơn. Thôi mình ngồi đi mỏi quá. Vấn đề đó là lần trước em nhớ cái lần cuối cùng mà hai đứa mình gặp nhau là em cho anh uống một ly sinh tố. Là vì lý do vì sao vậy? Anh uống ly sinh tố đó xong nó bị gì không? Anh uống ly sinh tố đó xong cơ thể anh rạo rực. Rạo rực xong rồi bị gì nữa không? Thì đó anh chỉ muốn đi ra đi vô hoài đi tắm không? Thôi. Tại sao vậy? Anh biết sao không? Sao? Tại vì á em... Em sao? Em thua anh quá. Không có đâu. Em nói dối anh, nghe má anh nói rõ ràng. Con gái mà cho mày uống một ly sinh tố là nó giống như là nó đưa cho mày một tô sinh lý. Em biết là hai làng cấm đoán nhau qua. Mà em gài anh như vậy rồi lỡ. Em gài là tại vì á, em muốn anh có bầu với em. Khả năng có giới hạn em. Không có. Em á là em muốn mình làm cái chuyện đã rồi. Để cho hai gia đình hai bên là không có mà ngăn cấm mình nữa. Xong gái làng em bảo không có gì. Em nói rồi là phải đặt vô cái chuyện đã rồi. Em 2 tháng rồi hả? Vậy bây giờ em có thương anh không? Em thương. Em công khai đi. Ờ. Nhưng mà mình công khai là em sẽ bị đuổi ra khỏi làng á. Mà trước khi đuổi ra khỏi làng nó sẽ đánh em tan nát đó, em chịu không? Em chấp nhận hết. Bây giờ em quỳ xuống đây đánh em thử coi nếu em chịu nổi thì mình cùng nhau ra khỏi làng em đi. Em sống sao? Hát bài đó đi rồi anh tha. Từ sâu trong đôi mắt này. Diễn tả mắt. Anh hờ hững không như bao. Hờ hững sao? Hờ hững sao? Diễn mặt hờ hững. Anh hờ hững là anh phải hờ hững đó chứ mấy em. Hát lại. Anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn này? Rồi sao nữa? Để anh vội đến và rồi vội đi. Rằng em đã yêu anh rất nhiều. Ờ, thì sao nữa? Nói đi anh người ơi, vì sao anh... yêu nhau phải... Sợ không? Yêu nhau phải hùng chứ. Đi ra. Hai người đã làm cái trò gì vậy? Chưa? Trả tiền chưa? Không biết có tiền em hả chị? Em đòi tiền mà tóc em bù xù vậy đó hả? Trời ơi, em đòi tiền cực quá mà chị nhìn cái tóc đó đi. Làm cái gì? Làm cái gì? Làm lại cái hành động hồi nãy tôi coi coi. Làm cái gì? Làm lại coi. Trời ơi, làm gì cơ? Không cực, nhanh ra. Cô nghe chưa? Cái quy luật của làng mình là như thế nào cô quên rồi hả? Hả? Không ở gần trai. Vậy tại sao cô mới làm cái gì đó? Đòi tiền. Trời chị ơi, em nói chị nghe nè. Bây giờ mình làm cái gì mình phải... Mình đẹp mà. Em. Cô nghe chưa? Tại sao vậy?
Tại sao cô dám thông dong với anh ta? Cô dám thông dong với người mà tôi đã thông dong? Tôi phải nói thật là khi mà tôi xem Trấn Thành diễn cùng với bạn ấy thì tôi thấy là tôi rất là thiệt thòi khi... Đây gọi là mất kiểm soát, không cần uống sinh tố. Ây, nó cứ xoắn nét cả suýt vào này. Bây giờ là lúc chúng ta cùng nghe nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Cảm ơn Trấn Thành với Ngọc Lan. Cứ khúc em làm thơ là nói về trai hai làng. Bên kia cái làng nó không có xinh đẹp, nó toàn là rầy nâu không mà. Khi mà Trấn Thành xuất hiện anh thấy cái đầu giống y như lúa mà bị đạo ôn vậy đó. Mà cái xử lý của em, cái câu đầu tiên của em mà anh thích nhất là: ủa anh đứng gần cái trụ điện hả? Là Trấn Thành là bị giật điện. Tôi thích cái tình huống đó. Mà anh thích cái tình huống này nè, cái múa cột của em. Tại vì đúng con gái nhà quê đâu có bao giờ mà cầm cái cột mà múa theo cái kiểu mà họ múa cột, mà diễn viên là em cầm cái cây em múa cũng là múa cột. Cái lúc ông trưởng làng xuất hiện và ổng là phải người cấm đoán kinh khủng lắm. Và một cái xử lý khôn khéo là của hai người rất là dễ thương, là đó là cái tình huống Trấn Thành đưa ra, hai đứa mình cứ bù tù xù cái tóc lên đi. Tôi thích cái tình huống đó. Và cái tình huống lật ngược trở lại khi bà trưởng làng của em xuất hiện lại yêu Trấn Thành, thì cái xử lý của Lan á, lúc đó còn nhẹ quá. Vì trong người em đã mang giọt máu của ông này, thì không đơn giản mà em chỉ giỡn hết cười cợt qua lại. Mà ngoài cái máu ghen của một người yêu bình thường, em còn mang dòng máu của người ta trong người, thì em phải bảo vệ như thế nào để em giữ lại cái tình yêu đó. Sau này nó là tình phụ tử cho con của em hiện tại đang mang. Bởi vì Trấn Thành nó cố tình nó làm đủ mọi cái, kể cả những cái dậm chân của Trấn Thành, anh biết là làm cho em bị hoang mang. Nói chung là hai bạn cũng đã đem đến những cái tiếng cười thật là thú vị cho khán giả. Cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn Ngọc Lan nhiều. Trấn Thành ạ, bạn làm trưởng phòng rất xuất sắc. Ngọc Lan, bạn cũng đã vượt qua rất tốt cái tình huống của mình, khả năng ứng biến của bạn. Anh ơi, không có khen cỡ đó khen chứ cũng không có được ôm đâu, yên tâm. Tôi đề nghị bạn Ngọc Lan là trước ống kính máy quay truyền hình bạn nên giữ gìn sự trong sáng của chính mình. Đây, chúng ta đứng ở chỗ sáng và đứng ở trong phòng rất là rất trong sáng.